Đi thôi. Ui. Ui, có túi ai rơi này anh em ơi. Túi màu gì nhỉ? Ui anh em ơi. Đây sân bay mà có cái túi của ai rơi anh em ạ. Thử mở ra nhá. Ngon quá anh em ạ. Ui, có cái ví anh em ơi. Đây thấy không, con Vietnam Airlines Airbus 320. Hello anh em, thì hôm nay Bông với cả hai bố con sẽ đi khám phá cái sân bay Nội Bài anh em nhé. Đây là đằng sau tôi, đây là anh em mình thấy, đây là nhà ga T2 nhé, nhà ga quốc tế anh em ạ. Kia phía cái gồm máy bay kìa. Kia để tôi cho anh em xem cái máy bay cất cánh lên như nào nhá. Kia trong kia có mấy cái máy bay kìa. Anh em mà đi xe máy thì gửi xe ở đây anh em nhé. Đi xe máy thì có bãi gửi xe ở đây luôn. Còn đi ô tô thì đưa vào hẳn trong anh em ạ. Đây là Bông nhá. Đây là chỗ bãi gửi xe đây. Bắt đầu phải vào đi. Bây giờ phải anh em phải đi bộ vào trong ga thôi. Để tôi đợi xem cái máy bay cất cánh đấy cho anh em xem nhá. Kia anh em nhìn máy bay cất cánh kìa. Hơi khó nhìn nhỉ. Hơi khó nhìn. Ok anh em, bây giờ đoạn này phải đi bộ vào thôi anh em ơi. Thì ở bên này là nhà ga quốc tế rồi anh em nhá. Chỗ này là có bãi ô tô anh em. Bãi ô tô đậu này. Anh em phải đi bộ vào nhá. Kia vừa nãy kia nhìn con máy bay to đi độ nhá. Đi thôi. Ui. Ui, có túi ai rơi này anh em ơi. Túi màu gì nhỉ? Ui anh em ơi. Đây sân bay mà có cái túi của ai rơi anh em ạ. Thử mở ra nhá. Ngon quá anh em ạ. Ui, có cái ví anh em ơi. Có ví đây anh em ơi. Ui ví luôn anh em ơi. Đông như này. Ví này. Ôi, đầy tiền luôn anh em ạ. Ui, ngon luôn anh em ơi. Cái gì đấy này? Hộ chiếu anh em ạ. Ui, có hộ chiếu anh em. Ui, ngon rồi. Hộ chiếu nhá. Chiếu này đi nước nào anh em ạ? Xem. Ui. Mới đi nước nào anh em ạ? Ôi. Tiền luôn. Cái này đi nước nào? Để đấy. Để đấy không? Không. Ui. Là tiền lẻ anh em ạ. Chúng ta chắc tầm 500.000. Toàn tiền lẻ thôi anh em ạ. Đâu? Đi hai lần rồi. Ở đây có đồng dấu anh em ạ. Đây thì tí tôi lên liên lạc lại với đưa cho bảo vệ thôi anh em. Japan như thế anh em ạ. Để thôi, để đặt đây. Với cả bao nhiêu tiền đây? Còn giấy tờ này anh em. Nhưng mà đây khoảng tôi chỉ đoán đến số tiền lớn này anh em nhé. 100, 600, 200, 300, 400, 500, 600, 700 anh em ạ. 800. 800 nha anh em nhé. Với cả một cuốn hộ chiếu anh em ạ. Thì đây là tôi, thì chúng tôi sẽ mang lại chỗ bảo vệ anh em. Tôi gửi chỗ bảo vệ thôi. Gửi chỗ bảo vệ, gửi chỗ cảnh sát thôi. Thế này đồ của ai anh rơi anh em ạ. Rồi ok anh em, đi tiếp khám phá tiếp sân bay anh em nhé. Ok anh em, đến sân bay anh em. Đây là đến sảnh đến anh em ạ. Sảnh đến anh em nhé. Đây, ok, đây là sảnh hành khách đi anh em ạ. Đây anh em, cho Bông ra đây xem máy bay, ra xem máy bay đi. Ý. Đi xem bên kia đi bố anh. Đấy, xem ở đây gần này. Đây thấy không, con Vietnam Airlines Airbus 320. Không thấy thì nó có đường đi đây. Sợ không, nhìn sợ không? Đấy, chỗ này nó có kính mà, đừng bố ở đây. Đấy. Trong đây nhìn này. Kìa, máy bay đằng kia sắp đi rồi, bay Bông à? Bông nhìn thấy cái máy bay đằng kia không? Nhìn nó ở trên đường măng như kìa, nó chuẩn bị bay đấy. Ừ.
cái máy bay này nó vừa bay xuống ấy sao không ạ? Có nhìn thấy chưa? Đây máy bay này cũng vừa bay xuống này. Không có nhìn thấy gì không? Bông. Đây có máy bay đang hạ cánh ấy bông rồi, không nhìn thấy không? Đây này. À. Bông. Em ơi, đây này máy bay nó đang hạ cánh này. Bông có nhìn thấy không? Đấy, nó đang hạ cánh này. Ra đây. Ra đây. Ở đây ngã đấy. Đây nó hạ cánh tít bên kia. Cái thằng này thì biết hết rồi, nói hết rồi. Đi ra như vậy thì nói. Xe nó bốc xếp hàng hóa, nó bốc hàng mà nè. Đang bay, đang bay bông ơi, máy bay đang bay lên này, nhìn thấy không? Ai? Em đi xuống đi, ở trên này có sợ lắm. Sợ gì? Xuống tầng 2 ấy. Cái sợ à, không, xuống tầng 4 chứ. Anh lên một vừa vừa sợ ông ngủ lá. Sợ lắm á? Sợ cái kính này á. Vừa sợ gì? Vừa được, đây không có cái này nó chắn chứ không? Ok, bây giờ bông này bùn tè anh em ạ. Đang xem máy bay bùn tè, đi tè cái đó. Được, kiếm nhà tè vệ sinh ra. Ở đấy không có hay sao nhỉ? Ở đấy có không? Ui. Đây 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 đây. Ở dưới có, không có ở dưới. Ở đây mà. Không có ở dưới. Không, ở dưới có nó con. À thế ạ. À? Một đợi ở ngoài nhá. Đây đây, à đây đây. Đấy, vào đi. Vào đi. Thế đi vào đây. Đi vào đây buồn của Nam. Đây vào đây, vào đây. Ê, con xuống đi, thả con xuống đi. Bông đi cầu thang máy bông sợ bông. Đáng là bỏ ra ra nhá chưa? Đừng có ra đi, em sợ. Chuẩn bị ra nhá. Chuẩn bước ra này. Bước. Đi rồi. Bông xem máy bay hôm nay là xem xong rồi nhá. Bây giờ tạm biệt sân bay để về không? Đây là cửa tự động luôn này. Mở hát. Mà mở mở đây. Ui, ngoài này nóng kinh như được ấy. À, bông này đã khám phá xong sân bay Nội Bài rồi anh em. Này, bông vừa đi xe máy bay về rồi anh em ạ. Ok, chào tạm biệt anh em nhé. Hẹn lại gặp lại anh em những video lần sau nhá. Rồi xuống rồi về thôi. Khá nhiều taxi anh em ạ.